Ok, hello anh em. Thì hôm nay là tiếp tục cái phần 2 của con Fan World. Thì lúc trước tôi chơi á, cái Fan World này nó là ở phiên bản cái fan không mà chứ không phải Fan World nha. Cái fan không là nó ở phiên bản của mà PC Game Pass. Thì cái phiên bản trên PC Game Pass là cái phiên bản cũ. Ngoài ra thì nó còn nhiều cái bất cập lắm, như là không có server nè, không có cái mà không có cái server thì không có cái hệ thống máy chủ chuyên nghiệp dụng mà để chúng ta chơi nữa. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều lỗi nữa, nên bây giờ tôi chuyển qua cái bản firmware trên Steam. Thì khi mà mua cái firmware trên Steam này á, thì lúc bắt đầu chơi là anh em phải chơi lại từ đầu. Nó không có sync được hai cái word giữa hai cái nền tảng là PC Game Pass với trên Steam này. Nên cuối cùng thì lúc mà tôi qua bên Steam á, thì tôi đã cài lại từ đầu rồi, cài lại rất nhiều thứ luôn. Đây. Đó anh em nhìn bên cái mà PC Game Pass thì nó chỉ có bốn dòng thôi, nó không có cái dòng Zone Multi Legend này luôn nè. Đó. Thì nhà phát hành cũng cho ra rất nhiều cái server để chúng ta có thể chơi ít. Nếu anh em muốn đông người chơi thì có bạn bè đồ hoặc là mấy cái server gì đó, anh em có thể vô đây. Phình cũng rất là ổn áp luôn nha. Tuy nhiên thì nó hoạt động vô ổn định lắm, nhưng mà tôi chơi thì tôi vẫn chơi một mình thôi. Đây là cái server tôi mới tạo, thì cũng xem cái lần trước thôi, chưa có gì khác. Giống mà đợt cuối cái K1 tôi chơi lần trước á, thì cũng mà bắt thêm được con boss. Ngoài ra cái đó thì cũng chẳng có gì mới luôn, chế được rất nhiều thứ. Đây tôi đang chế cái yên của cái con bay bay nè, là cái con này nè, nay tôi win đó, level 18 19 gì anh em sẽ chế được cái yên này mà không ai lên giúp mình tay đó. Tí nữa thì tôi sẽ leo vô cái tòa tháp bên đó đó, làm cái tutorial cuối cùng, tức là vượt qua cái thử thách của Gainer, đánh con boss tại cái Gainer Syndicate. Đó là cái tòa tháp đó, tí nữa thì sẽ đánh xem sao. Còn map thì tôi vẫn chưa có mở gì cả, mới đi cái vòng vòng khu này à, đánh được cái con này đầu tiên là con Gillette á, là nó trong cái mà kho đồ tôi đó, con level 15 á. Bây giờ thì tranh thủ làm cái này đá gỗ rất là nhiều luôn. Bên này thì gỗ với đá tụi nó farm, còn cái bức tượng này để mình tăng mấy cái chỉ số cho con quái của mình, đúng thuộc tính đúng hệ thì nó mới tăng được nha. Tụi nó thì vẫn đang ghép đồ ở dưới cho tôi nữa. Riêng cái bàn này lâu lâu mình xài á, ít rất là ít xài luôn, nên cứ để trên đây cho nó bắn. Mô hình trồng trọt thì tôi vẫn xây na ná cái cũ thôi, dẫn lên từng trên, xong rồi có cái vườn kế bên là cái khu trồng cây chẳng hạn. Mấy cái con này bây giờ nó ăn nhiều lắm, nên mình nấu ăn mà nấu trễ trễ tí là tụi nó bỏ đi liền, chết đói liền. Bây giờ tôi sẽ tập trung vào cái việc mở map đi vòng vòng xung quanh, cũng mà đánh được con boss đó nên xây được cái máy ấp trứng này. Ở dưới có cái trứng đang ấp đó, không biết chừng nào nó nở, thì cũng chưa biết nở ra con gì nữa. Nó là một trong những cái trứng xịn sò nhất mà tôi nhặt được trên cái map, nó nằm ngay chỗ này nè, ngay cái ven sông á, nó có cái vách đá ở cái bờ sông á, tự nhiên đi thấy cái trứng lớn màu đen nên tôi hốt luôn. Đây, xong rồi cái yên con Nightwing này nè. Có cái tủ lạnh này, nhưng mà toàn để đồ ăn thôi không à. Con Nightwing nữa. Nightwing là cái con bay bay nè. Mới bắt được con hay gì ta? Đen con đó nè. Con này thì nó chỉ trồng cây thôi, chả tác dụng gì mấy, thôi cho nó nằm trong kho đi. Con này tưới nước, con này thì được cây lận nhưng mà nó ăn nhiều lắm, cây với gỗ. Gỗ được nhiều rồi, bây giờ thiếu mỗi mấy con đập đá thôi, chắc cho con mèo vô quá. Đập đá thì có con nào không? Chim cánh cụt này vô luôn đi. Bây giờ đâu rồi ta? Nightwing level 12. À, cưỡi nó thử lần đầu coi. Bay này nó cũng tốn thể lực nữa ha. Ồ, anh em thấy sao? Này thì bay nhanh hơn.
Ê, thứ nha ông nội ơi, chơi ngu rồi. Xít là hạ xuống, nút cách là bay lên. E là bắn cái canon vậy đó. Ngon. Chữ C là cái gì? C không có kill. One hit. Rồi xuống thôi. Không ai làm gì nhanh vậy. Bây giờ tôi gắp cái giáp nữa qua bên kia đánh boss. Đánh boss thì chắc không đem con bay đó đâu. Boss là trong cái tòa tháp thử thách đó. Hôm bữa cũng đánh, hôm qua hồi sáng nhá, cũng đánh lần rồi nhưng mà ăn hành quá. Cái này là 15 thủ 70 máu, con này 35 thủ 140 máu, rất là ngon luôn nha. Còn cái siêu này chưa chế được nè, thiếu cái một tàn tích cổ nè. Thì từ từ cái đó mình tới chế sau. Có mấy quả cầu rồi đang chế nha, chế cầu trước đây. À cái trứng. Cái trứng nở nè. Sao mình bay qua đây rồi. Mấy con này bây giờ làm việc năng suất lắm. Đó anh em nhìn thấy 50 gỗ 30 đá nè. Ủa được con gì vậy ta? Con này á? Con này là con nóc. Con nóc cái hay gì? Phải không? Phải nó không? Chứ tôi có thấy con nào mới đâu. Con này hả? Sao nó lại ra con này ta? Có con này là level 1 thôi, nó ngoài trồng cây ra thì chả tác dụng gì. Cũng mà phế lòi luôn. Rồi tưởng xịn sò vậy lắm. Bây giờ ấp cái trứng mà một cặp lửa này đi. Trứng này 5 phút nở rồi. Nên chắc đánh boss bây giờ là vừa. Hôm qua hôm hồi sáng thì tôi ăn hành con boss trong cái tòa tháp á, do không có chuẩn bị đồ đạc gì hết, cứ đi thẳng vô nó đánh thì rất là đau luôn, nên bây giờ phải bui một tí đồ rồi gọi thêm mấy con hệ thổ. Con boss trong đó là nó xài điện, nó hệ lôi. Xài điện thì anh em phải vô cái survivor gai này nè, kéo xuống cái thuộc tính mà element đó nó là hệ điện, thì mình sẽ dùng mấy cái con hệ thổ này chơi vô cái hệ lôi của nó. Còn tôi thì tôi đem mấy con nước chứ mà con Netugo này vô nghĩ rất phế luôn. Netugo là cái thể loại phế nhất luôn á. Mạnh nhất thì chắc là hệ lửa thôi. Nó khác được hệ mà mộc với mà hệ băng. Còn hệ thổ này để đánh vô mấy con hệ lôi nè. Bây giờ sắp tối nữa hả ta? Chế xong mấy quả cầu này đi ngủ giấc. Trời hơi lạnh nên cái trứng nó ấp hơi chậm đó ta. Cái thuốc này thì chưa có đủ cái đồ để chế. Mũi tên mình bao nhiêu cái là không biết nữa. Chắc cũng nhiều rồi đó. Không con nào vô làm tiếp mình ta. Nên chế một số cái cung lửa không? Cung lửa như chế bên đây á. Cái tên lửa. Lửa chế đâu ta? Không có ở đây luôn. Con này cho nó leo giường mình vậy, đủ đồ ăn cho tụi nó không nào?
đủ đủ. Trứng thì mình có 6 trứng. Cái này thì hai thịt cừu. Cái này là nhiều nè. Cho nó đi nướng thịt. Mình ăn hai cái này đủ rồi. Là trong người tới 100 mấy ký luôn đó, cây cung 13 ký hả? Ông adept game này vậy. Cung lửa 13 ký. Thêm cây nỏ nữa. Bây giờ nó kêu mình học thêm cái gì á. Là bây giờ cái phiên bản 1.2 này bên Steam á, cái máy ấp trứng nó không nằm bên đây nữa, nó nằm bên công nghệ cổ xưa bên đây. Nên phải đến boss tôi mới chế được cái máy ấp trứng. Mấy cái dưới này cũng vậy luôn. Liger tên bút. Cái này thì tăng cái tốc độ làm việc cho mấy con phone của mình. Cementing là xi măng, cái này chắc là nguyên liệu cần thiết rồi. Metal gai là cái dụ lượng xịn hơn tí. Được. Cái thùng này để chứa nhiệt hả? Cái nền đá. Cái này cũng quan trọng luôn, lấy luôn. Cái này là nơi cho tụi nó để ra cái trứng. Rồi chắc mình lấy cái trứng mình đi mình đắp. Cái bộ này thì chống nóng, còn cái bộ này chống lạnh. Thì tôi chưa biết qua cái dùng nào nên phải có học. Mình còn có mấy điểm à. Đây, tí nữa mình bắt được quả cầu Giga nè, chắc đi bắt mấy con boss đó. Còn nhiều lắm nha, tới level 50 luôn á. Nè, hồi nãy chế cái yên đó nè. Cái gương này thì tôi đang chế là để nó ngay trước mặt nè. Đây là cái chỗ cho tôi nắp nhau. Bự dữ vậy. Hết đất xây rồi. Kiểu này phải lên mấy tầng đó. Như thế này là chắc chiều ngang ngang đây nè. Ngay chính giữa này đi. Là khoảng 6 ô á. 6 với 4 20 á. Trời ơi, chỗ đâu mà xây. Phanh đét là tôi đang kiếm mấy con hệ thổ như con này chẳng hạn, để cho nó đi đến boss. Còn là mấy con hệ tự nhiên không à. Ít nhất thì không phải hệ thủy hoặc là hệ thổ. Không phải hệ thủy hoặc là hệ thổ. Con này hệ thổ nào. Con này là nó thuộc dạng boss, dắt đi luôn. Con này có hệ thổ nào. Con này hệ băng cũng có hệ thổ luôn. Con này tự nhiên chắc bỏ nhà. Bỏ nhà đem con lửa này đi hả ta. Con lửa này level 11 hả. Sao mấy con này level thấp quá vậy. Nhưng mà nó có hệ thổ nha. Này level 6 nữa chứ. 16 nào. Được. Chim ở nhà đi. Mấy con nào mình hay xài thì mình để mà. Rồi tôi sẽ đi đánh boss đó. Ngủ giấc đã. Con này 17 à. Nhưng mà nó có cái skill nội tại với dòng này nha. Anh em bấm vô coi nè. Đó. Nó có cái skill nội tại nó nên rất quan trọng đó. Trứng ấp xong nè. Và nó nở ra gì. Được con gì đây? Con lam beo gì đó. Rồi, chúng ta đi ấp cái trứng này tiếp. Trứng này cũng 5 phút thôi. Ra coi con lam beo đó này. Con lam beo. Nó nằm đâu ta? Con này đây là đây nào. Con này hệ hỏa. Nó vừa quả được, nó vừa làm được mấy cái kia. Vì cho con này về, con nào về hưu đây. 172 117. Vậy cho con này về hưu đi.
Rồi ok, chúng ta có thành viên mới. Rồi đi ngủ giấc rồi sáng đi đến boss ha. Đồ ăn thì mình khá là đói rồi. Ngủ đi, sáng dậy tính. Bộ đồ đẹp hơn rồi đó. Trời, con này nó ăn dữ vậy ta. Con này nó tốn tới 5 thịt luôn. Mấy cái này thì tôi chưa biết nó là cái gì. Bây giờ đi đánh boss nha. Chết là mất đồ đó, kiểm kê đồ đạc lại đó. Nướng mà bỏ đây vậy. Có cái tủ lạnh mà bỏ vô thấy nó vẫn như vậy là. Nướng thịt đến chết. Rồi, chúng ta đi đấu boss thôi. Nó kêu cầu bui cái bàn quốc bên vũ khí gì đó. Không phải. Lên được cái nền đá, cái tường đá mà. Lui tuôn rồi phải cần có đinh. Vô cho tụi nó gắp đinh cái đi mình đi. Đây, tí nữa lên 20 gấp mới được cái bàn này. Rồi, đi đánh boss thôi. Đạn dược sao? 49 cái mũi tên. Chắc tạm ổn rồi đó. Vô cho nó gấp thêm vài chục mũi nữa thì mình đi. Có tên, có đồ ăn. Có thú cưỡi. Chúng ta đi bèm cái con boss ở cái tòa tháp này đây. Trận trả thù hoành tráng. Trời này thời tiết nó hơi lạnh tí. Cái đoạn các cảnh nè, có một em loli. Bầu trời cũng khá đẹp nè. Ủa, sao thấy em này thấy lạ quá vậy? À đây, con này giống mà con Togepi. Con gì ta? Pikachu tiến hóa lên con mập mập bự bự đó. Con này nó mạnh lắm, mà chịu nó cũ hành tôi một lần rồi. Gọi là Pokemon đại chiến. Nó 30k máu nè. Năm cài đi ra bắn vô con mắt nó điểm yếu nó trên đầu á.
con này hay thổ nè. Đó, hệ thổ đánh nó hình như không đam đấy. Dính cái combo đó là ngáp ngáp luôn á. Bây giờ cái chiêu đó hơi bị đau đó nha. Nó tán con của mình như núp núp núp. Cứu 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 cứu. Không mèo mèo mèo. Trời, mẹo đánh ra 500 rồi. Viên này vừa đủ mà mũi tên luôn. Bay màu này con này. Hàng thì em gái lại đây. Ừ, lại đây em. Ủa cái gì đây? À, mình lên được cái đỉnh tòa tháp này, kích được cái trụ tê le ngon rồi đó. Được 5 điểm action point nữa. Inventory có cái gì mới đâu, nhưng mà sao nó chấm than à, lên cấp tăng một tí stamina, tăng tí đam đi, 5 điểm luôn nè. Anh em muốn tăng cái gì? Cái này trang bị một cái túi thức ăn trong cái kho đồ của mình, laser và những con thú khi đói sẽ tự động ăn, tức là mình không cần đút nó nữa. Cái này khẩu súng lục thì mình hơi to nha. À, cái cây này cây hóc thôi. Được, cái cây này dạng mà cái hóc á, chứ không phải là cây súng. Giáp binh nè, cái binh gơn. Ô, mình sẽ dung hợp tất cả những con thú mà giống nhau lại cho nó lên một cái cấp cao hơn. Nhưng mà nó cần 5 cái tàn tích cổ lận. Cái này mega, trời ơi đi tăng cái trên tên chi thiệt. Biết gì nãy kéo mảng đây rồi. Bốn điểm hả? Mảng đi. Thiệt tình.
Cái này là cái gì ta? Cái này dạng như boost cho mấy con phao của mình á. 50 cái miếng đồng lận. Cái đinh này 10 đinh thì được nè. Cái quả cầu này thì cũng bình thường. Rồi mình về nhà. Tí nữa thì tôi sẽ qua cái vùng này hoặc là vùng này. Vùng này có cái tháp nè. Tí nữa mình qua đây ha. Về bổ sung tài nguyên đạn dược đó. Đó rồi, đi đào mấy cái quặng đồng đó. Nặng như hạm người không? Mười chín lúa ở đây mà nó báo hết rồi sao ta? À cái này lúa đã xây rồi. Mình có nhiều quặng đồng rồi, 87 chắc cũng đủ xài á. Trời hống não làm việc luôn. Trời ơi mấy ông nội đây. Mình thì đi đến boss học máu mồm nữa đó. Tụi nó ở nhà chơi. Con Cinnamon hả? Làm việc bay ơi, tụi bay đi làm việc đi. Có khi nó bự quá, nó không có vô được. Hết đá luôn hả? Méo rồi. Méo rồi, trời lạnh. Rồi, ok. Ta cần rất nhiều đá nữa. À gì ơi nó có QE ở đây nữa này à.
Đó nào, ra con gì đây? B. Con nào đi đập đá đó. Hôm nào đi đập đá, hôm nào làm việc luôn. Hôm nào đi thu hoạch luôn á. Ngày 4, ngày 19, ngày nho, nướng nho nhanh dữ thiệt chứ. Đây còn bém hai trái à, nó ăn khủng khiếp luôn mấy con này, bây giờ nuôi nó hết nổi rồi. Quả cầu màu vàng mình đâu? Ấy nữa đi mà bắt con đó chơi không, con này mình có khá nhiều rồi nhưng mà chưa đủ 10 con, đủ 10 con thì nó sẽ lên cái cấp gì đó. Bây giờ nếu như đi nhau du á, thì bỏ bớt vài con rồi. Lấy con bay kìa. Con mèo này nãy đánh cái nó lên thẳng level 21 luôn, nên bị tụt xuống level 20. Nó vượt quá level mình. À đây, quặng đây. Con này nó ăn khủng khiếp luôn à, nuôi nó lạng quạng là mình đói gắt luôn á, quỷ à. Không có nào làm việc trời. Cái tên của mình còn có 5 tên à. Trời ơi mấy con quỷ này. Lười. Còn cái bọn lười.
33 cục đồng nữa. Làm gì hết ngày nữa. Bắt đầu xây thêm giường ngủ để mình có thể gọi ra thêm vài lứa nữa. Sao của nó không đi thu hoạch tới đây ta? Hơi méo méo rồi, méo rồi. Nếu được à, như được rồi. Bây giờ nó kêu mình xây cái bàn gì nó chứ, cái bàn của phần này thiếu đinh, không có nào làm việc được thiệt. Sao mình phải tự làm không vậy nào, tụi nó ngồi hay ăn ơi sung sướng phải không? Cũng không có nào đi xây dựng luôn là sao ta, tụi nó cứ làm cái quái gì vậy. Tiếp coi bay. Con nào làm tiếp nữa không? Cây thì quá nhiều ngoài, đá là hơi ít thôi. Nên tí chắc bỏ con quỷ này ra. Mình coi cái bàn này. Mình gấp được cái này. Woodley phone bed là cái gì?
Luffy, F Luffy, cái đó nằm đâu? Nó không có cây tìm kiếm trong này nữa. Không phải cái này. Không phải cái này luôn. Không phải bên Accedent. Vậy là nó nằm ở đâu bên đây phải không? Chỉ có khả năng đó thôi. Bây giờ chế cái tên bút này. Thiếu sắc di đinh. Bà quên bỏ để vô cho nó làm nữa. Có con cừu nó hay giúp mình. Con cừu nó có bàn tay nè. Con này cũng có bàn tay nữa mà nó không giúp, con này cũng có luôn đó. Không con nào làm việc chuyên cần tí à. Con này hai trồng cây luôn. Chỉ con này chim cút kia. Này chim cút luôn đi. Cho con mèo vô. Mèo vô ít ra nó còn đi đập đá được. Nó ngủ rồi, thiếu cái giường này, mình cũng đi ngủ luôn, sáng dậy đánh. Chúng ta có còn để gì nữa đây? Rồi đây được con nai sừng tấm, của cái trứng của mình đấy rồi. Mấy chứng công mình này thì nó chả nghĩa lý gì cả. Không phải này, cận mèo cơ. Không phải này luôn, đi xuống khác. Sao mình ôm được mèo này vậy? Nó không làm. Chim cánh cụt nó bui đinh cái gì ta, mấy cái giường nó cũng không có bui nữa này, không gì cũng tự thân vận động không. Chưa có chế mũi tên nữa trời, mấy con này nó lười, cái lũ lười kia. À, con này con này con sâu của mình đến đâu con quái mới. Không ai giúp tôi hết. Con còn lại giúp được. Nhưng mà không nào đi xây giường rồi đâu. Nè.
không tìm được đường vô hay gì đó. Bình thường tôi xây một cái là tôi nó chạy lại xây tiếp mà ta, thì nó bị kẹt đường. Con này nhìn nó ngộ không, làm bêu le nó cũng không đi tưới cây luôn nè. Tại sao vậy? Bây giờ bui cái con bút cho nó làm việc, làm việc, làm việc. Bay đâu? Lại đây bay. Đó. Đói bụng rồi. Chúng ta được con gì nữa đây? Đây hao. Đây hao là con gì? Con chó hả? Rồi con chó hệ Netherrow thì cũng không ngon cho mấy. Ngoài cái cây ra thì chả tác dụng gì ngoài tốn thức ăn. Cút. Hai chục vải 10 xương. Xương thì chưa có xương. Rồi gắt game nữa rồi. Game này nó bị gì hoài luôn á. Được vào 20 ngày thứ 10, trung bình 2 ngày lên 1 cấp. Sau này thì tất nhiên nó lên lâu hơn rồi. Nó chặt gỗ bằng cái đuôi rồi. Mới được có hai quả cầu à, không con nào làm giúp à, con bướm bướm lửa kìa, mình có ba con hệ lửa luôn, hai con một con hai con nấu ăn, còn một con thì làm quặng, làm cái lò rèn. Cái khẩu súng bên đó chưa làm xong nữa kìa, có cái tuôn bút về không con nào làm việc là sao. Vì chế cái tuôn bút làm cái gì, lũ đạn đôi này bây giờ trồng cây với mà đập đá thôi. Trồng cây là thì có một con trồng cây, một con tưới nước, một con thu hoạch. Thiếu đình nữa. Không còn nào giúp mình à. Thấy tụi nó đòn đi chơi không à. Ừ, lại đây mày làm giúp hay mày.
lựu đạn nó đứng nó dòm dòm xong nó bỏ đi. Nó lụm nho đem về rồi. Ủa sao tự nhiên làm nhanh vậy? Tụi bay ăn sống thì tới đây làm gì coi. Trời ơi. Còn nó đang như hạm vậy đó. Lâu lắc quá. Thôi được rồi, hủy chế rồi. Mệt quá. Làm nốt cái này đi. Tuyệt tình. Bây giờ mình có 12 con nè, hai con đá, một con cây, ba con lửa là 6 con. Vậy còn lại 6 con kia nó làm quái gì ta? Chắc không phải nữa, đi lụm đồ đó. Lụm đồ thì thật ra tôi cũng méo cần. À hai con này cũng chặt cây nữa. Hai cây, hai đá, ba lửa. Tí nữa tôi rút lại hai lửa thôi. Không con nào giúp mình luôn. Game này nãy giờ chơi gần tiếng thì gấp đồ chắc 30 phút. Body 6 muối. Con bướm của mình nó ngủ dưới sông luôn cái gì trời. À mấy con hề lửa đâu có việc gì nữa nó làm đâu, hết việc nó làm rồi. Con này ăn cũng như hạm vậy nè. Đống đồ trên đây cũng không gom vô thiệt tôi này. Cái này đéo đi thu hoạch luôn hả? Nó đẻ 27 cục nữa luôn nè.
Một ngàn gỗ rồi, thiếu đá thôi. Chỉ mình không cần con này nữa. Ăn tốn cơm quá. Vừa mà mút nó lên rồi. Vừa mà mút thì đánh không được đâu. Và đánh thử nó rồi. Nó bả tôi như con luôn. Con này 40 ngăn nữa, không được. Thầy lửa cũng dư một con rồi phải không? Con này 3 miệng ăn. Này 2 miệng ăn. Con này đúng phế luôn. Con này chỉ tưới nước thôi. Con này thì chỉ trồng cây thôi. Nhưng mà nó ăn một khúc đống vậy đó hả? Thôi không ổn. Con này gỗ, có con nào chiên đập đá không? Có cho đại cù vô cho rồi đi. Ừ, hết lót hả? Ba con cây nè, ba con cây là đủ rồi. Con này thì chế thuốc hay là thu hoạch gì đó. Chưa có con nào hệ điện, chưa có con nào chế thuốc, con này chế thuốc được nào. Rồi, bây giờ đi thứ hai. Người để làm gì? Ủa sao sao? Không hiểu lắm. Trời ơi, nó ngắn tẹo à. Như không luôn. Chế súng này chứ không biết nữa. Chắc để đu dây qua ba cái chướng ngại vật đó. Mà lúc đó thì thà mình nhảy mình bay luôn cho rồi đấy. Vớ vẩn. Thôi đập nốt cục này đi đi. Bây giờ đi khám phá cái vùng nào bây giờ? Bên này bên phía đông có một cụm hòn đảo nè. Màu trắng này chắc là cát. Bờ bên đây cũng một cụm hòn đảo luôn. Đi xuống phía dưới này đi.
Đây, mình đi qua đây ha. Hay là đi qua cái đường thông đỏ này thôi. Khu đó nhìn ngầu vậy. Này là chỗ bọn cướp mà lần trước mình dọn lần này. Này đi thẳng lên hướng này đi. Đấy, con gì mới nè. Lâu lâu tụi này nó bắt con mới, mình lại mình đột với tụi nó thì coi bộ ngon á. Giờ đem con đó ra luôn. Ngon. Cái điện trộm này có vẻ khá là ngon á. Đâu rồi ta? Đây 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 đây. Mình có con gì vào giờ chi lát ngày đây. Con này hệ điện một bàn tay cũng ok. Không đứa nào làm việc thì sẽ có quả cầu đây. Bảy bốn hai mươi tính ra nó trên nhau 3 lần. Còn cái nhóm cướp nào nữa không ta? Đi có gì đây nè. Đi con đó 17 rồi. Ủa mình 17 á. Vì cái gương. Con khỉ này cũng quan trọng nè. Cái gì mình bắt luôn. Trời ơi con khóc. Con mát con khóc kìa. Ủa con này mới hả? Cái này là chỗ nào vậy? Quay qua cái đảo bạn luôn.
con Limut. Chưa chỉ dành giờ tối thôi. Mấy giờ này tôi nó đi ngủ rồi giờ này. Những cái vùng đất bên đó hai bên có hai cái chấm màu xanh luôn. Con chó thì nhà có con này cùi lắm, biến bắt lắm. Ca chết level 23, mình đánh nó nổi không ta? Nó dạng như con boss khu vực á, boss khu vực. Tôi nghĩ chưa đánh nổi đâu. Thì mình qua đây. Copy rồi con gì? Sứa à? Hết chết luôn rồi. Con này đâu quảng cáo đâu, con này là con mới. Con mới luôn. Này là cái gì? Boss level 23. Thôi. Khủng khiếp. Rồi nó chết luôn rồi. Tôi là không có chỉnh tăng đam cho cái nhân vật của mình đó. Sao toàn quên hết không vậy ta?
Về tới hôm nay không biết nữa. Bên đó có mấy cái chấm này kìa. Chỗ này bắt đầu mình có cảm giác lạnh đây đó. Anh em nhìn cái ống lạnh nó bắt đầu báo rồi mười. 30 thì chưa đến nổi. Ba hả? 23 nhắm mình chơi được nó không ta? Xin nhìn nó ngầu lội cho anh chị. 24. Rồi gắt game luôn thôi, tạm thời nghỉ ở đây thôi, lần sau thì tôi đi khám phá cái vùng đưa vào 2x đó, tôi bắt vài con mới thử. Rồi ok, bye bye anh em. Nói chung là bữa nay cũng đi mở map đánh được cái tòa tháp, bắt được một con boss, mà lúc bắt con boss đó thì không có quay video.